Hello, xin chào lắng cho em quay trở lại với channel của em nhé. Rồi, hôm nay bắt đầu đi vào chui vào trong đi câu cá này anh em ơi. Dã man quá. Nơi địa hình này rất là nóng rắn rêu các bác nhá. Thật phát. Đây. Này vắc. Quả đào chém này. Úi. Được vào khiếp khủng quá. Thì hết sức cẩn thận các bác nhá. Trong cái mấy cái bụi này kỳ lắm. Và hết từ đường nó quang. Cảnh này cũng chặt đi. Chứ cho nó quang. Ui, cứng thế. Úi dồi ôi, ong quá. Tổ nó ở đâu mà nó lại xuất hiện đây. Ui làm ong quá. Vớ vẩn có tổ ong đấy. Nó lại đốt chưa phát đi. Ong vang đi. Cái bụi này rộng kinh thật các bạn. Anh em nhìn chưa, đường thá còn khiếp khủng này cơ mà. Dã man. Em đi mới sợ mũi rắn mấy ong thì nó bay nát lả lả. Rắn thì chung lại khiếp lắm rồi, ngăn được cái lỗ này đã cho bác nhá. Lỗ này câu là ngon này, đang để phát mấy ấy. Phải với được cái phát cái cành này đi tí đánh lục ấy, giật sợ nó bay vào đập gãy cần. Giờ lấy cần lục vít vào mới chặt ạ. Ngon rồi anh em ạ. Sắp đồ lịch thôi. Hôm nay giới thiệu bác nhé. Đánh một dàn phao. Phao này phao fit sinh kinh. Đó xịn này. Đánh. Phao này cô đơn. Có nhìn này. Đây. Cô đơn nó có cái chân để móc luôn rất là đẹp. Đấy. Thấy chưa? Đẹp cực kỳ luôn. Fit sinh kinh 4 gram. Em lấy quả này nhé. Em chế chân để đắp vào phao lục đánh. Đây. Có nhìn này. Vót chân để cắm vào phao lục đánh, quay phao cho các bác xem đẹp mắt. Cái tâm hồn của người câu cá nó nằm ở cái ngọn phao các bạn. Đấy. Tâm hồn của người câu cá là ngọn phao này. Anh em nhìn chưa, quả phao này ok chưa.
Bác máy đó, năm máy này đánh ngủ luôn. Lâu rồi không chơi lục các bác xem. Vừa thấy cây cái này đập mấy cái lá nó rất bé bét lên. Chùi vào trong mấy cái bụi này cũng kinh khủng thật. Mệt mỗi cái lúc đầu đấy anh em nhé. Mệt cái lúc đầu thôi, bây giờ thì cũng là râm mát rồi. Có ô này, cây cối đây mát, gió thổi vi vu bác nhìn nhá. Mát rồi, bây giờ là sang thu rồi mà. Sớm đầu thu rồi. Hôm nay đen một cái là đáng nghĩa là em đến đây sớm hơn đấy. Mà đi nửa đường nó bục lốp. Thế là dắt hơn 200 mét nó có chỗ sửa xe nữa. Thành ra đến nó hơi muộn, nó hơi mệt. Đi câu nó vất vả, hôm nay mà anh em không like cho cái hơi phí nhỉ. Để ra là cái video hai anh em xem, nói chung là thế nó tương đối vất vả đấy. Em chủ yếu em tập trung chính vào con cá và ngọn phao nhé. Chứ không đi liên miên rừng núi. Nhiều kênh thì em thấy các bác ấy có phong cảnh đẹp ấy, rừng núi đẹp thì các bác ấy đi nói chuyện các bác nghe được. Chứ còn chỗ em thì phong cảnh nó có ít thì sẽ chỉ tập trung vào ngọn phao con cá các bác nhé. À, xem những quả rút cần đã man chưa. Commando em rồi, em chơi một loạt tứ các bạn. Còn là tứ 12. Chán xin ngủ rồi. Tứ này nó cũng hơi đắt anh em nhé. Mỗi mốt một lưỡi là 100.000 một lưỡi cơ đấy. Nhiều anh em bảo em bán lưỡi nhưng mà em không bán đâu. Thì cái này 100.000 một lưỡi nếu mà ship vào nó thành trăm mấy các bạn. Nó rất là đắt nên em không bắn nữa đâu. À, đợt tới thì em có bắn cần câu tay 8H đấy. Bác nào đặt mua thì ở em nhé. Mấy hôm nữa thì em sẽ lên video đập hộp những quả cần cho bác xem. Đây, mồi đã đẹp lắm anh nhỉ. Chua thơm nhé, cả cắm viên nữa bác nhé. Vào đây. Đánh thêm một quả cần đơn nữa anh em nhé. Là một hai cần cho chắc cú. Thêm quả cần đơn nữa này. Mút đấy các bác kìa. Có hàng rồi nhá. Đây rồi, úi giời. Ô, quả đẹp thế, trượt nhỉ. Chờ mãi được quả đẹp thế mà giật xịt anh em. Ăn đẹp thế mà đà. Đi vậy mà trời. Chết chưa? Ít giờ, chết chưa? Ít giờ. Úi giời ơi. Thú phi to chưa?
cô Đô Phi to quá anh em này. Trời trời trời, các bác thấy cô Đô Phi to sướng không? Căn hàng đầu tiên của em. Ngay mặt nhớ rồi em đầu tiên. À, chính thức là em thu cần lục mình đánh đơn các bác nhé. Ở đây đáy nó bẩn lắm, lưỡi nếu lục cái mồi nó chìm sâu dưới đáy cá nó không biết được mà ăn, đánh đơn được. Đấy, quá bẩn luôn. Úi giời ơi. Ô. Hàng cũng tổ rồi. Đẹp luôn. Ôi anh em nhìn cá to chưa? Cá to. Trời ơi. Rồi, hàng xịn chưa anh em này? Thấy chưa? Thể nói là bàn tay. Đẹp thế nhỉ? Trắng tinh. Cá trắng tinh. Đấy. Gầy ngon quá ạ. Thế quá. Hình mút quả pháo đẹp thật đấy. Kể ra mà táp được con vượt thì đẹp quá nhỉ. Ở đây đáy nó bẩn quá bác ạ. Vừa đánh lục mà mãi không lấy con nào bảo sao. Ôi nhấc lên nó toàn cái kiểu cái đen nó dính vào lưỡi ấy. Biết ngay là đáy nó toàn bùn với cái lá cây. Hình ra là không đánh lục được. Cái này chỉ đánh lửng thôi. Cái vị trí mà kiểu anh em cảm thấy nó bẩn quá thì chỉ đánh lửng thôi. Cứ cố chơi lục là con thua. Ấy mút úi giò đấy giờ. Thằng đẹp ba. Trời ơi, thấy chưa, xuống cái có hàng luôn. Dậy giờ. Thôi. Cá trắng này có nhỉ, nhìn thịt nó trắng tinh luôn, em trắng như ngọc trên. Phun nước.
mút đấy. Ôi giời. Xịt 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 xịt. Bực mình quá các bác ạ. Cá giật toàn hụt mà này. Cứ đóng vào mấy cây. Đó, đây này. Mút đấy. Chết chưa? Đóng ngay lại. Ôi, con gì đây? Ai phi bự, phi bự. Ôi, hết thằng con gì to lắm. Chết chưa? Đóng ngay lại. Ôi, con gì đây? Ai phi bự, phi bự. Ôi, hết thằng con gì to lắm. Ôi, mà con này bự thật các bác ạ. Úi giời ơi, lên 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 lên. Anh em nhìn này. Cứ tưởng con gì bự, đúng là rô phi bự luôn, to chưa? Gì? Đừng có dãy, anh em nhìn thịt trắng chưa? Trắng tươi ngon luôn. À, anh em nhìn thịt của nó là trắng như ngọc trinh, tươi ngon. Tươi ngon, thôi khói. Kể ra mà ở đây mà đáy nó mà sạch sạch thì đánh lục mình xem mới phê anh em ạ. Các bác nhìn cá có loại to nó đè phào gặp để sướng. Đây là nước này. Đáy này bẩn quá, toàn văng lơ buồn cả. Mút này. Anh em ơi, một con này nhỏ quá. Nhỏ. Vào hết đây. Đây rồi. Ôi giời. Hàng. Hàng anh em nhìn chưa? Giật đã chưa? Vào lên. Dậy cái gì. Vào hết giỏ cho anh. Quả wow, đóng quả số á. Nào hết đây. Rồi, hồi trưa về đây các bác nhá. Này thành quả đây.
À, cũng được khớ khớ ạ. Thành quả đây anh em, nói chung là đi câu ngoài sông như thế này cũng được khớ khớ, cũng là ngon rồi. Nhìn chưa, đã chưa, toàn con trắng tinh luôn, khỉ quá. Được một mớ, em thấy những con thế này không ngon à nhỉ. Tôi hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo nhé, em về đây.